Dỗi luôn nhở? Anh em đúng anh rồi. em phải nhấn anh em phải nhấn nhẹ vào sang nút kích kênh động cùng hai chỗ sao tiên của cái kênh đi. Bị phản đam. Ôi 13 bạn à. 13 bạn à. Công nhận là có 13 bạn này tương tác tốt này. Em cứ có ai thử mic đi. Cái khùng ấy. Không 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 phải. Làm chip ấy bị bố mu te mày. Đấy. Sóng yên bị lạnh rồi. Một team kìa, một team nha, một team. Ơi, nó bay ra ngoài rồi kìa. Chỗ Phúc ấy nhìn sang về hướng 275. Bốn thằng đang chạy kìa. Nó chạy hết rồi. Ủa, bốn thằng đang chạy kìa. Sóc lọ. Nóc một này. Nóc một thằng kìa. Ok ok, Phúc qua. À, có bạn đã quay lại cứu kìa. Bạn lại quay lại cứu ấy Đức ạ. À, Phúc ạ. Qua, ok ok. Nhẹ nhẹ để thông lên. Không không giết nha, không giết anh Phúc ơi. Ô, bạn có Uzi rồi. Đâu, bot đấy, đây là bot đấy. Tiếng này tiếng bot. Đợi anh nhà anh tìm cây súng ấy, anh chạy qua luôn. Nghe con khẩu lục rồi. Cẩn thận nha, không. Bướm. một thằng chạy sang rô dốc với lại một thằng chạy sang chỗ đèo muộn nhá, cẩn thận nhá. Gạt nhá, nét. Ê, chạy Phúc ơi. À lên rồi, chạy thôi. Chạy. Bị phản đam rồi. Có AK đấy, chạy đi. Công Phượng đi. Đồ mẹ. Mày nhớ mà tao đấy. Ủa mày chạy ra. Mày nhớ mặt tao. Nó nhớ mặt anh Phúc thì thôi chứ, nó không nhớ mặt thì thôi chứ. Đây, anh quá ca này. Dinh nha. Để anh chạy ra anh cover cho. Mày nhớ mặt bố mày đấy. Bố mày liếc mày luôn. Mẹ, bắn mình ở cây máu ạ. À. Ông gạt bạn người ta không tức, người ta chưa có súng ấy. Gạt nhau đâu, thằng Hùng gạt mà. Không, em có gạt đâu, em lửa tay ném có trái bom thôi chết hai thằng. Lửa tay. Bên này có thằng này. Tìm một đi. Đi tìm súng nè. Ui đây. Ngay chỉ giết em vừa hai thằng. Tìm một. Đây. Ủa tại sao hai thằng, một thằng anh thấy chạy sang đèo muộn mà. Ui. Em sắp chết rồi, ba thằng lận. Ba thằng bao vây đây rồi. Nghe anh thật từ đã. Em đang bị hai thằng bao vây. Em 12k. Có súng không đây? Được cái Uzi rồi. Nhìn hộ anh với. Chỗ anh. Cứu em. Anh đang công lên. Yên. Ui. Rồi xong Hùng luôn. Thôi xong. Chỉ bảo một khẩu lục 7 viên. Đã. Yên. Điểm mạng của Hùng. Yên nào. Ok. Yên anh nghe. Hãy nghe qua đi em. Yên nào. Lia team này. Đồ. Dã man. Lộc đấy. Như vậy là chúng ta có thể thấy là anh Lộc đã cố tình để cho Hùng bị chết. Đâu. Con mồi. Để gánh team. Mẹ, khốn nạn thiệt đấy. nghiệp là... Mẹ mình đã gọi là cho anh em lại lút đồ mà em nói vậy. Buồn quá. Đi ngủ đây. Anh Phúc nhá. Ơi. Tại sao anh lại nói như vậy? Người ta đã có lông tóc rồi. Ảnh okay. Kìa. Ok, Phúc anh sai kìa. Rồi. Hùng nói xấu anh. Không nạn thiệt chứ. Nạn thiệt. Một thằng chỗ đi học muộn này, với lại một thằng chắc là vào rô dốc. Hay là... Đúng anh này nghe đi. Từ ạ. À, em dư 2 có 4 nhá. Dư 2 cái hả? Anh cần cái luôn. 2 cái có 4. Anh bị đá lắm. Ui thính gần. Ui thính vàng. Cái thằng mà lút dạo đã được thính vàng này. Ok, qua luôn. Cái team Việt Nam lúc nãy một ông chạy qua đi học muộn đấy. Ok. Bot à? Anh bắn nhầm con bot rồi.
thận nhá, không khéo lại một tim đấy. Ui. Đừng đấm vậy, ôi đấm ẩu thế. Ui, sợ đi qua này. Từ từ, anh ơi, từ. Đừng hồ báo. Em đúng rồi. Em đúng rồi. Em phòng rất sôi, nhà vệ sinh mà. À ok. Trước mặt anh này. Nó chạy. Đúng rồi. Ui, tắt bông hồ rồi, anh ơi. Ôi, một tim. Một thằng vừa nhảy xuống tầng một. Anh bên phải, anh bên trái nha. Một team rồi anh em ơi, không được rồi. Ok, từ. Em không có bom. Lên luận. Còn một thằng thôi, có hai thằng à. Lên Phúc ơi. Vô với anh. Ui. Ồ. Xong rồi à? Ừ. Mẹ, bắt phải ai chơi đâu. Vô lý. Con nhà xóa cái game đây. Anh em qua live stream mà chắc mù mắt chính xác như vậy. À, thì ra hai ông Việt Nam lúc nãy đây, cái team ban đầu ấy. Ủa sao lại MK này? MK. Có check pad không nhỉ? Không. Anh ok, Phúc đã vào được khu vực Pochiki. Ở đây thì không có ai. Anh Lộc chỉ livestream những cái mốc thời mốc subscribe cố định, ví dụ như là 300.000 này, 450 này, 500 này, anh nên em hãy subscribe nhiều vào để anh Lộc nhanh chóng đạt đến những con số đấy. Sau đấy livestream tổ chức ao làng các kiểu. Có người này. À, nó công phượng nha. Nó bot đi. Nó vào khu nhà. Ờ. Nó vào khu nhà. Khu nhà dưới mình luôn, khu nhà lúc nãy ấy. Đủ. Thôi chắc là em... bỏ qua nha. Sao lại bỏ qua? Anh là với ánh. Không, tốt em ở xa lắm. Qua lại đây đi. Mấy thằng. Vào Pojiki làm gì? Trời ơi. Bo nó khép vào rồi, tí nữa mình chạy bo luôn vào đây đông nhà. Ok. Và để em quay lại. Đây là núp này. Có skin mũ này. Nóc này. Ok. Phúc tới đây. Mới nóc thằng nhà có skin mũ mà. Núp ngay sau đây kê mình này. Đấy. Để tôi lắm bạn ý. Bom ơi bom. Ông này cầm nỏ kìa. Có X6 đây. Có X6 đấy. Mic bé Phúc ơi. Hả? Trước mặt có người kìa. Hồi xưa. Ừ. Bắn đi. Ui. Chết nhầm. Bấm nhầm mấy. Ôi, đỉnh vậy. Khốn nạn thiệt chứ. Bỏ vào đây. Anh cứu đi em. Cái ông Phúc này. Rớt chỗ đầu không rớt đúng ngay chỗ cả thằng địch. Khốn nạn. Đập đầu vào tường chết. Chắc là bọn này với thằng kia là một team với nhau đấy. Đây mình lên xe mình té luôn nhá. Té ăn thính luôn. Okay. Lên luôn em ạ. Thiếu tí nữa anh chia đồ chưa? Em không chết. Chỗ nào ấy nhở? Thấy nhá hay gì? Cái thằng bắn mình cơ. Không, thằng mình ở xa mà. Vậy thôi, mình đi ăn thính đi. Kệ đi. Đi,
lại đây lấy giáp ba mũ ba cho ai cần này. Đấy mọi người phải thường xuyên qua kênh của mình vì hôm nào mình cũng livestream nè, xong mọi người xem anh Lộc bắn. Nhưng mà hôm nay chưa chết thôi. Ui cái gì vậy? Smoke. Vừa đồ ra kìa. Được chưa? Bắn luôn đi. Bắn luôn, đúng rồi. Có sao là AR rồi, bắn luôn. Không có sai lần. Mẹ Hùng bây giờ chết xong nó ở ngoài nó xạo lên. Này, hình như là khu nhà trước mặt mình có người này. Có xe dừng ngoài kìa thấy không? Ok ok. Ê có ui, chạy luôn. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Mất lốp xe rồi. Không sao, không sao. Bọn này bắn tốt đấy. Gì mà gắt vậy bạn? Đùa chứ. Bên này thì cũng có. À không phải. Mẹ thật. Vào đây mình trấn an tinh thần phát. Đi sấy và gắt quá. Ôi fly gun này. Vào đây được fly gun luôn. Không thể tin được. Hay vậy. Ờ chỗ mình đang trong bo. Anh bắn vào lại ngăn nhá. Ờ bắn đi. Nếu mà sợ giàu quá thì thôi. Ôi do lên nóc nhà rồi à. Để phải nhảy ra ngoài lút. Đâu à, ở dưới mà. À ở dưới, ở dưới. MK AOG tiếp này trích bắt để anh. Ok. Lên xe mẹ. Ok. Phun máu, phun máu. Phun máu, phun nước để chuẩn bị combat trong bò này. Cứ xe ăn bé thì mai ăn lại đập 3.000 vô thì sửa hát một lần. Anh còn chưa dậy thì xong đấy. Ờ thì xong rồi, mình nói chuyện cái tiền chưa gì bể tím mà. Bò, hai ba người có xe chạy qua kìa. Cứ để người thời gian cho người ta phát triển. Ốc nè, kỳ ghê. Thôi ở lên 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 xe đi. Kéo không mà. Người ta solo quá chén. Mẹ bắn mèo còn vào tù bắt sinh là bất chế lá luôn. Đọc máy. Thứ nhất là thứ nhất là không mic, thứ hai là mình chưa chơi qua nên là mình vẫn chơi biết gọi là cái lối chơi ấy. Mà chơi thì vậy á. Ở đây. Đây. Đừng lao vào anh ơi. Tao lên vòng que chứ. Mai này tao lên vòng que. Em bò vào nhà đi. Phúc 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 vào cứu đi anh canh nhờ. Anh canh được. Đây cho mày này. Yếu, trong nhà yếu, cực kỳ trong nhà yếu. Bên ngoài luôn ạ. Trong nhà nó yếu cực kỳ đấy, trong em trong cái phòng. Trời ạ, nó bò vào đúng chỗ em đang nằm á. Mẹ. Ok có luôn ạ. Ừ, đúng rồi, anh đang câu vào thì anh bị cái thằng sau nó bắn yếu đâu. Mẹ, không ngờ có thằng sau lưng mình nữa chứ. Vẫn đang còn một thằng nữa. Ok. Vừa nãy còn thằng bên trái đấy. Ê, thằng bạn nó vào. Tôi em bơm máu. Kêu luôn. Mày này hay. Rồi, team này Phúc clear. Một chấm máu. Hay lắm. Chấm đâu? Clear hả? Ừ, một mình em ăn 4 mạng đấy. Em hơi buồn bởi vì anh bị thằng kia liếm mất rồi. Hello. Thôi, cũng có một gọi là một vé khán giả đang ngồi bình luận với em. Đi một đi.
Nghe anh chết phải buồn chứ mà thường sướng. Nghe khốn nạn thiệt. Cay nhở. Không kịp. Quả định cứu anh rồi nhưng mà anh Lộc bị quay thì em phải phòng ra. Không, anh nghĩ là anh cay tự nhiên lại có một thằng nó chỗ phía ngoài cây, không hiểu sao bọn này đấy. Lạ nhở. Nếu mà không có cây anh Lộc đã sống rồi phải không? Thằng gốc cây nó, ui có thằng hướng 2-3 năm kìa. Được rồi. Anh sẽ thay anh mặc bộ đồ rơm. Đâu ấy? Đâu? Cây 2-3 năm, nó vòng một đằng xa rồi, qua quả đồi rồi. Đi ô tô à? Đi bộ. Xe xe. Vật đồi em ơi, xoay đi. Nó xuống xe rồi. Ừ, nó sau cây, đứng cái canh thôi, nó ngoài bò. Anh đang vứt xe chạy. Khổ vãi. Xe trôi à. Ốc cây nào nhờ, quên mất rồi. À thấy đây, rồi chân đây. Máu đó. Xe trôi trôi nè. Anh đang qua chấm cái Lộc ơi. Ok đấy. Enemies ahead. Ok ok. Nó vẫn đang nằm sau gốc cây thôi. Đây đúng theo chất là bỏ của chạy đấy người. Xe đâu xe đâu? Không đi xe nãy lăn xuống. Ờ. Mày đợi đi. Sờ mốc, kệ 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 thằng đằng sau. Sờ mốc này chạy bò kìa, chuẩn bị rũi nhá. Ơ tự nhiên anh bị mất hết sờ, anh bị mất hết sờ mốc của nó này. Ừ, quay, nó có bị thôi mà. Kiểu như mình hack nhìn xuyên sờ mốc ấy. Thằng này đen rồi. Chạy kìa. Ui, bù mắt. Yếu cực kỳ luôn đấy. Chết rồi em ơi. Tại sao mình lại giáp một? Ủa, sao bọn này vẫn đang còn nhiều đồ mà. Được, tôi phải qua đây. Sao em kìa? Cố gắng lộn nhiều sờ móc lên Phúc ơi. Vứt bất đạn đi. Sắc em không? Sắc em không có. Em có sờ móc mà. À không, ý là giáp ấy. Em lao vào như thế, bị 4 thằng nó bắn cho thì giáp đâu nữa. Chết nhòe rồi. Khu nhà có nhá. Anh biết rồi. Ừ, nhưng mà chỗ này có một thằng này. Ok ok. Từ vô bò đấy. Khu nhà kia ngoài bò kệ mẹ nó. Nhà vẫn trong bò em ơi, mình phải giết cái bọn này trước. À. Ui. Không sao, anh bị cái bọn nhà bắn thôi. Bò đi. Ok ok. Hay quá. Có một thằng nằm gần. Đúng rồi. Nó cả sai. Có một thằng chỗ đầu bên kia. Bò khó nhờ. Vẫn đang là một thằng nữa em ơi. Team nó vẫn đang là một thằng gần. Đấy, nó đấy, bạn nó đấy. Em không thấy. Còn liệt rồi, còn ba thằng. Mẹ khó rồi, ba thằng một team trong nhà rồi. Ui. Tức phải bố à, từ từ, em bố máu đã. Bây giờ mình qua trái hay qua phải? Đâm thẳng. Sang trái, sang trái. Ơi, để em bố xong em đã smoke qua đã.
mình chạy luôn đi, team team nó vừa một thằng vừa vừa bị nóc ngoài ngoài chỗ ngoài bo ấy, mình chạy vào bo luôn, chạy hơi bên trái mày, đừng qua sờ mốc vội, mình để dành sờ mốc, từ từ nha, từ từ xem sát thằng này có, ui nét. Anh thấy bốt thằng rồi này. Từ từ. Vào bo đi, anh cover cho. Một đầu này. Sờ mốc ra mày, sờ mốc giữa đường. Chiếm, chiếm luôn nhà kho. Có thằng canh. Bò vào sờ mốc. Bò vào sờ mốc chưa? Kê vào không? Bò vào giữa, đây, đứng đây này, đứng đây này xem. Đứng yên, đứng yên. Bắt đầu một thằng lẻ thôi. Anh đứng sau em ấy, nếu mà bắn thì bắn trúng em. Bên phải mình này, trước mặt mình này. Hướng 5. Tố 1 này. Nó nằm đâu ấy nhở? Em nó khói ấy. Đây này. Anh nhìn nhầm. Ok ok, từ từ. Ê, sao đây? À, nhầm. Ủa? Ui. Ngay, ngay sau bờ tường, ngay sau bờ tường. Ok, từ từ. Rồi. Rồi. Trời ơi. Idol. Wow. Có MK cho anh thì cũng hủy diệt rồi. Hủy diệt. Nhưng mà em không vui là vợ em buồn lắm. Ừ, anh chết sớm á.